Chào các bạn nha. Hôm nay thì máy Duy Anh có đem về chiếc 95 đẹp mấy bạn ơi. Mới vừa rửa nước xong nha mấy bạn. Bóng cuốn này mấy bạn ơi, bóng cuốn đẹp luôn nha. Xe này xe bơ còn đẹp liền luôn nha mấy bạn. Để đó lát tao mài đó nè. Cái này 95 Thái mấy bạn ơi. Đời 24 luôn nha. Đời 24 Thái mấy bạn. 95. Này chỉ mới rửa nước xong nha mấy bạn, chưa rửa xà bông nha. Xe này rửa xà bông ra là đẹp lắm mấy bạn ơi. Số đây nha mấy bạn. Hộp số bung rồi nhưng mà động cơ với bơm chưa nha mấy bạn. Nhưng mà xe này liền đó mấy bạn ơi. Dạ lượng vận tải nha mấy bạn. Dạ lượng vận tải chưa xé nha. Cục cờ thì không gãy nha mấy bạn. Hàm này liền đó mấy bạn ơi. Đường hàm nha mấy bạn. 95 nha mấy bạn. DC95 nha. Đời 2014. Dàn chân cũng còn đẹp luôn các bạn ơi. Còn đẹp luôn các bạn. Nắp cốp luôn còn đẹp luôn nè.
DC95 nha. Đây là lườn máy mấy bạn ơi, sơn còn xanh tịnh luôn. Xe này còn bồn lớn nha mấy bạn, nhưng mà mình tháo bồn xuống nha. Cơ chưa bung nha mấy bạn. Đồ quẹt ra thằng thấy đủ. Các bạn nào có xem video clip của mình thì nhớ ủng hộ, đăng ký và chia sẻ giùm mình nha mấy bạn. Bây giờ mình cũng đã quay giáp máy rồi mấy bạn ơi. Mình kết thúc video clip nha. Hẹn lại video mới nha mấy bạn. Chào tạm biệt các bạn.